Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022, chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hôm qua, đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Cà Mau đến thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đất Mới, huyện Nam Căn. Theo tự đánh giá của xã, đến nay xã Đất Mới đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, toàn xã xây dựng được hơn 27 km lộ nông thôn, 9 trên 9 ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa và đạt chuẩn văn hóa theo quy định, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 hơn 51 triệu đồng một năm. Xã còn 14 hộ nghèo chiếm 0,77% và 14 hộ cận nghèo chiếm 0,77%. Tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,36%, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Qua đi thực tế tại các ấp và kiểm tra hồ sơ, các thành viên của đoàn thống nhất kết quả tự đánh giá của xã Đất Mới. Đại diện đoàn công tác đề nghị xã Đất Mới tiếp tục mở rộng các tuyến đường nông thôn, quan tâm vận động nhân dân liên ấp phối hợp trồng hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường, trồng hoa trên các tuyến lộ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Những năm qua, nhân dân xã Tân Đức, huyện Đầm Chơi đã chung sức đồng lòng, tích cực góp phần cùng chính quyền cơ sở xây dựng nông thôn mới. Qua đó, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới khang trang. Do việc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gần đây, người dân rất phấn khởi và quyết tâm thực hiện các tiêu chí cao hơn trong thời gian tới. Từ khi triển khai đề án xây dựng nông thôn mới, các hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn xã Tân Đức có bước phát triển. Kinh tế tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình với các mô hình như nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn, tôm kết hợp cua cá, nuôi lương, nuôi tôm kết hợp nuôi sò huyết, trồng màu mang lại hiệu quả tích cực. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi, hàng năm xã Tân Đức phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, các ban ngành đoàn thể xã chọn các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng trong nhân dân. Hiện trên địa bàn xã có 35 hộ thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 40 hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng và hàng trăm hộ thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Bình quân thu nhập của người dân đạt hơn 55 triệu đồng mỗi năm. Đối với tiêu chí môi trường, xã Tân Đức vận động nhân dân trồng rừng, trồng cây bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, thường xuyên vận động nhân dân trồng hàng rào cây xanh. Qua đó có hơn 2.500 hộ thực hiện, chiếm hơn 80% hộ dân trong xã. Thời gian qua thì bản thân gia đình cũng như là cùng với chính quyền địa phương, là các cấp xã cũng như là địa phương sở tại ở ấp nhà thì luôn luôn là thực hiện đầy đủ các cái tiêu chí mà nông thôn mới mà do đảng nhà nước quy định cũng như là các cái công tác mà được cán bộ của các ngành các cấp là tuyên truyền thì chúng tôi cố gắng thực hiện phấn đấu là các cái tiêu chí nó đều đạt hết. Các cái tiêu chí đã đạt xây dựng nông thôn mới, thứ nhất là phải gìn giữ những cái tiêu chí đã đạt được và phát huy thêm, còn những cái nào còn khiếm khuyết thì cố gắng là thực hiện cho nó cao hơn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2021 trên địa bàn xã Tân Đức hơn 230 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng, chiếm hơn 4%. Đến cuối năm 2021, xã chỉ còn 60 hộ nghèo, chiếm gần 1,9%, giảm 38 hộ so với năm 2019. Xã sẽ tiếp tục là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để nâng cao giữ vững các tiêu chí đạt được, đồng thời là đạt bộ tiêu chí mới của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành giai đoạn 2021-2025. Với quyết tâm cao, nhân dân xã Tân Đức sẽ sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục giữ vững 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, cũng như phấn đấu nâng chất các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng đại hội đoàn các cấp, chiều hôm qua, Hải đoàn 42 Cảnh sát biển phối hợp với huyện đoàn Nam Căn và chính quyền cơ sở tổ chức bàn giao công trình ánh sáng thanh niên tại khóm Hàng Vịnh, thị trấn Nam Căn. Công trình có chiều dài 1.300m với 26 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời do chính đoàn viên thanh niên các đơn vị ra ngày công thực hiện. Tổng kinh phí công trình 70 triệu đồng do đoàn viên thanh niên huyện đoàn Nam Căn và Hải đoàn 42 đóng góp thực hiện. Công trình giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Cái Nước đảm nhận thực hiện được 60 công trình và 1.500 phần việc. Trọng tâm là các công trình duy tu, sửa chữa đường nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động kinh phí xây dựng cầu nông thôn, ban mặt bằng lộ đất đen trồng cây xanh. Trong đó, đoàn cấp huyện xây dựng được 16 căn nhà cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, 6 công trình thắp sáng đường quê. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ 135 hộ nghèo, 105 hộ cận nghèo và 60 thanh niên thuộc hộ nghèo cận nghèo, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vận động trao tặng 9 căn nhà khăn quàng đỏ, tổng trị giá trên 450 triệu đồng, giúp đỡ 35 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Chiều ngày 20 tháng 5, huyện Đầm Dơi tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với 16 xã thị trấn. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trọng tâm, trọng điểm, cuộc đối thoại diễn ra sôi nổi, đã có 14 câu hỏi của đoàn viên thanh niên đặt ra với nhiều nội dung chủ yếu, xoay quanh vấn đề giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, các giải pháp để thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, làm giàu trên những ý tưởng sáng tạo về khoa học kỹ thuật. Nhiều đoàn viên tại cơ sở bày tỏ nguyện vọng được trao đổi, hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết việc làm và bố trí sắp xếp vị trí cho cán bộ đoàn cấp cơ sở sau khi hết tuổi. Theo lãnh đạo huyện ủy Đầm Dơi, đây đều là những nguyện vọng chính đáng thiết thực. Ghi nhận những đóng góp của đoàn viên thanh niên địa phương trong thời gian qua, lãnh đạo huyện Đầm Dơi cũng yêu cầu thế hệ trẻ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu, sáng tạo, tự trau dồi kiến thức, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay, huyện đoàn kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ 5 năm 2022 cho 3 cấp học gồm cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tham gia hội thi tin học trẻ lần này có 74 thí sinh, trong đó cấp học tiểu học 44 em, trung học cơ sở 19 em và trung học phổ thông 11 em. Đây là những thí sinh được nhà trường lựa chọn có năng khiếu và kiến thức tin học để dự thi. Hội thi tin học trẻ cấp huyện lần này được chia thành 3 bảng A, B, C phù hợp với 3 cấp học. Nội dung thi xoay quanh những kiến thức chung về máy tính, các thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng ngôn ngữ lập trình, thư viện ảnh. Đây là sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào học tập sáng tạo, hoạt động ứng dụng về tin học trong cuộc sống hiện nay. Qua đó phát hiện tập hợp những thí sinh có năng khiếu về tin học đạt giải cao để chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học để được tuyển chọn dự thi cấp tỉnh dự kiến vào tháng 6 năm 2022. Chiều 20 tháng 5 đã diễn ra chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn giai đoạn 2022-2025. Theo nội dung ký kết, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động nghệ thuật đặc trưng của địa phương, đồng thời tổ chức các chương trình phối hợp đưa hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các vùng sâu, vùng xa, ven biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động nhằm nâng cao mức hưởng thụ về nghệ thuật và văn hóa của người dân, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hôm qua, hơn 50 thí sinh đến từ 8 xã thị trấn Nam Căn đã tham gia hội thi Nhà nông đua tài năm 2022 do Hội Nông dân huyện Nam Căn tổ chức. Mỗi đội trải qua 4 phần thi bằng hình thức sân khấu hóa, bao gồm lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và nông dân đua tài, với tổng thời lượng cho mỗi đội thi là 22 phút. Hội thi góp phần tuyên truyền sâu rộng về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây còn là dịp để cán bộ, hội viên có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao, trong đó xã Lâm Hải xuất sắc giành giải nhất. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng rau sạch của người tiêu dùng, nhiều chị em phụ nữ ở huyện Ngọc Hiển đã tận dụng diện tích đất trống để trồng rau sạch nhằm phát triển kinh tế gia đình và cung cấp cho thị trường nguồn sản phẩm sạch chất lượng. Bà Nguyễn Thị Kim Đọt ở ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây đã phát triển mô hình trồng rau sạch mang lại thu nhập khá cho gia đình. Tranh thủ những lúc nhàn rỗi, bà Đọt bắt tay vào cải tạo đất trống xung quanh nhà và bờ bao vuông tôm để trồng các loại rau màu.
Nhờ cần cù siêng năng chăm sóc nên nhiều năm qua, mô hình trồng rau sạch của bà Đọt mang lại thu nhập ổn định, gia đình không còn khó khăn như trước. Nắm bắt nhu cầu của thị trường ưa chuộng các loại cải xanh, rau muống, hành, hẹ, cà tím, dưa leo, bà đã trồng với diện tích 1.000 m2 để tiêu thụ tại địa phương. Do trồng tự nhiên không sử dụng thuốc sinh trưởng nên rau xanh của bà Đọt được khách hàng ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn. Bình quân mỗi ngày, bà Đọt thu nhập từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Thì mình trồng qua màu, mình thấy có gom nè, rồi có phân đồ thêm, mới có trồng được. Bình thường của mình nước mặn mà không có phân nhiều đó. Khoảng gia đình cô thì tôi nghĩ là cái này mô hình tôi làm là nó hiệu quả hơn. Cái trong vuông mình nó bị vuông thì nó hơi thất bại, nó chết. Rồi nó trường hợp nó bị hư đồ này nọ đó, ra qua màu của tôi là tôi mặn nó không có thất bại. Đất mình ở đây thì nó phèn mặn, mà muốn trồng mà cho đồ nó tốt á, đạt hiệu quả đó, thì phải sử dụng là vô bột. Cái vô bột là khi mình xới lên rồi mình gãi vô bột là nếu trời có mưa đó thì mình khỏi tưới, còn không mưa đó là mình phải tưới cho vô bột nó ngấm qua đất rồi mình mới xới lại một quận nữa đó. Rồi mới dùng phân tôm với phân ba màu đó. Một chút ít ô ghê thôi chứ ô ghê nhiều quá là đất nó hư. Từ hiệu quả trồng rau sạch của một số hội viên, hội phụ nữ ấp xí nghiệp xã Tam Giang Tây đã phát động và nhân rộng đến nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện sản xuất. Qua đó, không chỉ giúp chị em có nguồn rau sạch sử dụng trong bữa ăn hàng ngày, mà còn cải thiện thu nhập gia đình, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Mình thấy cái mô hình này như vậy là rất hiệu quả. Nếu như vậy là mình phải nhân rộng để cho chị em phụ nữ để làm mô hình nhân rộng ra, để là một là có chi phí thêm gia đình. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là mình có được đồng vốn thu nhập, mà trước mắt là mình phải có ăn trong gia đình rồi đó. Mô hình trồng rau sạch cho thấy sự cần cù chịu khó của chị em phụ nữ tại ấp xí nghiệp xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển. Điều này đã mang đến nguồn thu nhập đáng kể, góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều chị em nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.